Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ nhập vai vào một cô gái yếu đuối mỏng manh bị chồng bỏ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm clip này và mình sẽ chat tổng, đó chính là mới bị chồng bỏ. Đấy, hôm trước thì là bị vợ bỏ, hôm nay mình chơi lớn luôn. Chơi cái ổ danh bị chồng bỏ luôn nha mấy má. Trời ơi, nghĩ gì vậy? Vào game chơi chat thì em bị chồng bỏ luôn á. Chơi vậy nó gọi là chơi. Một khi mà nó máu được ngoài 46 là ai mà, đúng không? Úi trời ơi à, ơi cái gì mà ơi. Đấy, người ta chồng bỏ chồng chê. Đấy, anh nào bị chồng bỏ, ý là cô nào chồng bỏ chồng chê, xem clip anh Hảo một cái chồng mê tới già. Vâng, đó chỉ là chém gió thôi, thật sự ra không nói nó sai sự thật một tí. Nói chung là không có đúng tí nào đâu nhá. Đó, mình sẽ tiếp tục gọi là chat tổng. Hôm nay mình sẽ nhập vai vào một cô gái bị chồng bỏ nhá. Anh cũng mới bị vợ đưa ra tòa. Úi trời ơi, buồn. Đấy, anh có buồn không anh? Người ta còn gọi là còn buồn không anh? Mới bị vợ bỏ. Úi trời ơi, bơm. Cái gì vậy anh? Trời ơi, cứ chồng bỏ cái là vợ cho ra tòa rồi vợ. Bộ đồ xanh tôi đâu ấy? Vãi trưởng à, em mới chat gọi là chồng bỏ chồng chê một cái thôi. Thế méo nào nó luôn có con bùi xanh của em đâu anh à. Thằng Quilen đúng không? Nó vừa và vừa vẩn đúng không mọi người? Không sao, không sao, không sao. Mình chơi game là mình cứ phải gọi là cho nó phế phế lúc đầu đi. Đó, xong mình cứ đi chat tổng chôn vui cái đã. Mới bị vợ bắt cái gì quánh còn không nổi hả? À, trời ơi, bà Mina này, bà ấy kêu là mới bị vợ bắt chịch quánh không nổi. Bây giờ ông Diêu với ông Văn Heo thì bị gọi là vợ đưa ra tòa rồi thì bị vợ bỏ. Còn bà Mina thì bà chat một câu vô cùng nhạy cảm luôn. Đấy, mới bị vợ bắt chịch một cái hỏng quánh nổi luôn. Úi trời ơi, vỡ mồm. Cái này gắt này, gắt. Em xin cái con bùa, con rơi cái làm gì anh căng vậy hả? Đùa nhau ở đây. Ra đây em oánh cho một cái xâm mặt bây giờ đây này. Láo láo nháo cho ăn cháo luôn bây giờ. Đùa với cả ninja rùa. Úi trời ơi, em bị chồng bỏ chồng chê. Nhưng mà em không bao giờ gọi là bị game nó bỏ rơi nhá. Em vẫn chơi game cứ gọi là tay lái, gọi là mướt mượt mượt. Mấy anh mấy chị đừng coi thường em, không là chết đấy. Nãy giờ chat quá trời luôn mà tem mình y hục quá trời luôn. Nhưng mà tem bạn thì vẫn tuyệt nhiên không nói năng câu nào. Phải chăng tem bạn là linh lùng sắt đá? Mình sẽ tiếp tục chat tổng nha. Đó, mới bị chồng bỏ, để xem những anh chàng ở sắt đá này có gọi là phản ứng gì không. Đó, Toro rồi, Van Heo chết rồi kìa. Đó, không phải là tem bạn phải gần chung, nói chung là phải có chết vài mạng đi. Đó, tem bạn nó mới cay. Đó, nó mới trả lời được. Chứ nếu không thì tem bạn kệ cờ mờ mờ. Úi giời ơi, vỡ mồm. Gắt rồi, gắt quá. Bạn bè biết tại sao Toro lại cắt không? Úi trời ơi, sao anh lại lỡ lòng nào chém gió chém chửi nhau kinh thế. Đó, Toro vừa mới bị là chết đấy kìa mọi người thấy không? 0-1 đó, cay phải gắt ngay. Có cái gì đâu mà phải căng, mình sẽ tìm bị tới Toro mà mình chơi bạn ấy nữa cho bạn ấy tức chết chơi. Em tới đây, em tới men ơi. Thôi, em về nhá. Em về đây nhá. Chồng bỏ đi làm đậu xanh nhà nó khốn nạn, nó biến thái, nó vừa vừa thôi chứ. Nó còn nói mình đi làm cái gì không làm, làm vơ ba vơ vẩn. Trời ơi, nghĩ gì? Người ta còn là xinh đẹp ngời ngời thế này chứ. Không có thằng này, có thằng khác. Anh cứ phải lo à. Nhưng mà anh lo cho bản thân mình đi, mẹ vợ bỏ. Không lo, lo cho người ta. Chắc thế thôi, để cho em bạn xem phản ứng như nào đây mà, căng quá. Buồn lắm, trời ơi, bị chồng nó chê. Vâng, nó chê em yếu đuối. Trời ơi, AD Mina đây. Thôi lên đây, anh che chở cho. Úi trời ơi, AD, lên đây Mina che chở cho kìa. Trời đất ơi, khó khăn quá. Hiện tại thì mình đã giết được 2 và chết 4 rồi, mình thì vẫn như thế thôi. Vẫn không sớm tối. Bây giờ mình có ý định gọi là lụm lúa luôn cái trụ ở đường dưới của vị tướng Zuka này. Tính băng trụ sơi luôn này, mọi người thấy hợp lý không? Chuẩn bị nha. Em buồn em hãy nói đi, đừng có rạo quanh hả? Đâu rồi? Ôi trời ơi, anh Quilen này, anh cứ thế. Bậy rồi nha. Bậy rồi nha. Bình tĩnh. Nói chung là vị tướng Quilen thật sự ra mà nói. Ai ôi, chết tôi rồi, xong em đi xa quá rồi mấy anh ơi. Chết em rồi, trời ơi, Chrissy ở đâu đấy?
Sao lỡ lòng nào làm hại em vậy? Mới bị chồng bỏ, chồng chê, bảo em bị oánh sấp mê cái lờ a à, cái mặt luôn. Chết tôi rồi, chết em rồi. Em buồn lắm cơ. Tại sao các anh các chị lại khó khăn với em vậy? Em chỉ đi chôn game một tí thôi mà. Lỡ lòng nào đè người ta ra làm thập thể như thế được chết người không ấy chứ. Rồi xong mấy anh AD support đứng trên tay mình kém tắm thế nhờ. Buồn kệ mẹ em mà. Á đù. Đấy nha. Rồi hay lắm. Trời ơi, Quillen có vẻ đem bạn hơi xanh nên bạn hơi ảo tưởng đúng không? Bạn ơi, anh mẹ hơi bị ảo tưởng rồi đúng không? Được rồi. Đó chính là gọi là sao em buồn hả? Mới bị chồng bỏ, chồng chê đi thay. Chồng bỏ đi thay. Khá lắm con rời đậu xanh đó. Đó chính là mọi người nha. Quillen khai chiến trước nha. Đợt này mình chơi được đúng chất một cái gọi là một cái cô gái vừa bị chồng bỏ luôn. Bà vả mày, mày chết nha. Mày đừng có láo với bà nghe chưa. Đợt này là bà không tha cho mày đâu. Mày chết với bà rồi. Hôm nay là bà còn nổi máu rồi đó. Nổi hứng này gánh tim luôn đấy. Láo nháo còn cho ăn cháo luôn. Nó phải chơi chắc tổng như vậy nghe em bạn mới gắt. Chứ bây giờ mình chắc nhẹ nhàng quá em bạn này không gắt đâu. Đó bà vả mày chết. Các bạn thấy được không? Hợp lý không? Hợp lý không? Đấy, hợp lý luôn đấy chứ nhỉ? Đấy. Úi giời, Zukatem mình kia yếu đuối mỏng manh quá. Zukatem mình nó vã rơi văng rồi. Rơi răng rụng một đống rồi đó. Để xem tem bạn có phản ứng gì không nào. Mày chát gắt như vậy luôn mà tem bên bạn lại chả ăn thua là thế nào nhỉ? Từ từ đã, kiếm cơ hội mình giết xong cái vị tướng quy lên tem bạn xong mình chát chứ ngu đó. Úi giời ơi, nó lại cứ gọi là cay con nhà vào cứ cơ. Đâu rồi. Úi giời, bạn heo ơi, I love you. Anh ơi, anh à. Bây giờ anh đánh em đau quá hả? Trời, nghĩ gì vậy? Con gái lao vào mà lỡ lòng nào quánh người ta sấp mặt như vậy. Anh tới số anh rồi anh ơi. Tới số nhà anh rồi anh ơi. Anh đúng là đấu với cả đầu gấu là phải nhận một cái kết vô cùng thảm hại. Nghe chưa? Thất bại thảm hại. Ồ, láo nháo với bà hả? Bà này là bà mới bị chồng bỏ nha. Bà đang máu chiến nha. Ai mà kêu chiến là bà vã luôn nên không cần phải nói nhiều. Một khi mà bà đã máu rồi hỏi bố bà nhóm là ai? Úi giời, chết rồi, Clarice ơi, chết nè, Quillen nè, Toro, Mập Địch, đứng lại, Mập Địch ơi, chết anh Mập Địch nè, này thì xạo này Mập, trời ơi, Mập ơi là Mập, úi dồi ôi, dù béo, trời, chết rồi, chết Văn Heo rồi, ôi Văn Heo có tốc biến, quay lại cứu bồ, em tới đây, ấy da, bắn nó đi bạn, bắn đi Văn Heo, phang vào bông nó, rơi nó, rồi xong Văn Heo nằm sấp mặt rồi, Zuka tới, bụng. Siêu bay vào ulti luôn. Xem bạn nằm sấp mặt một đám đó rồi. Quá hay rồi anh em ơi. Chết với bà nhé. Đợt này xem bạn nó cứ gọi là sấp mặt luôn đấy. Hồi nãy dám láo nháo với bà hả? Quý bà là ai không? Ê, bùi xanh. Cho xin bùi xanh đi. Đi nhờ. Bùi xanh rồi, xin bùi xanh đi. Trời ơi. Cái tên của Mina kìa. Bà U80 à? Đúng. Ta U20 nhá. Trời ơi, vẫn còn trẻ chán. Dừng ơi, anh yêu em hả? Trời ơi, anh yêu em. Yêu cái siêu nước sôi vào mồm ý. Đấy mà được yêu à. Bớ vẩn. Đấy người ta gọi là thừa nước đục thả câu đúng không? Mới bị chồng bỏ một cái thôi. Mấy thằng bên ngoài nó la lén phén rồi. Nó bớ vẩn mấy cái thằng này. Trời ơi, bởi vậy mấy ông nào mà có ý định gọi là bỏ vợ là phải cẩn thận nha. Cẩn thận mấy ông hàng xóm nha. Thì mẹ luôn ấy chứ trời ơi, nó rình nó cơ hội nó được là yêu em đồ ha. Cú nạc đúng rồi. Quillen chết với bà này. Bà cho mày chết này. Úi sợ ôi, chết tôi rồi, tôi đang bạn hay quá. Ái ôi, Zuka tới. Đấm vào mông nó bạn ơi. Em chạy đây. Anh cũng đánh nhau thoải mái đi. Em đứng ở bên ngoài em cổ vũ cho cố lên. Rồi có gì nó đứng đây nó rình mò mình như thế này. Sao mình dám bay vào đây. Cố lên anh ơi, em đi về đây. Mấy anh cố lên quýnh nó. Quýnh vào mông nó. Hay quá. Từ mấy anh ơi. Chờ em về em hồi máu cái em chạy ra em cổ vũ nữa nhá. Rồi ôi không sao. Giết được 3 chết 1 rồi đấy. Bà là bà máu lắm rồi đấy. Mấy đứa bây giờ mà hổ báo cáo trồn với bà. Mà đụng đến bà một cái là bà gọi là khô máu luôn. Bây giờ là bà không có ngán luôn rán nào đâu nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Tem bạn sợ liền. Đấy, sợ ngay chứ đùa với cả ninja rùa. Thì ông nói, trời ơi, cái ông xe tăng này, ông lỡ lòng nào mà ông cô lôi con bùa của tôi ra, ông phá tôi à? Ông phải vớ va vớ vẩn ý nhờ.
em chạy trước à, vãi thật trưởng. Cái tên của bạn bị tướng Diêu em mình nó buồn cười vãi trưởng anh em ơi. Em chạy trước, mấy anh ở lại em chạy trước nha. Ủa, Quy Len kìa. Đứng lại. Đi đâu mà vội mà vàng. Đâu rồi, solo này. Anh ơi. Anh ơi em muốn đi cùng anh đến hết cái Hà Nội. Đâu rồi. Mình phải tìm nó, mình truy sát nó mới được. Tính ra vị tướng Quy Len solo không lại vị tướng Butterfly đâu. Nhưng mà nó vét máng một phát là xạ thủ hoặc là pháp sư tên mình chết. Nhưng mà vị tướng Butterfly lao vào lại không chết nên mới cay chứ. Quay. À, con hàng này. À đây, hàng đây rồi. Làm sao? Bây giờ bạn muốn làm sao? Bạn thích như thế nào? Tớ phang cậu chết luôn này, láo nháo à. Láo nháo là ăn cháo liền nghe chưa? Bà vả, cái định mệnh ấy chứ vả. Ê, bà vả. Trời ơi, bà vả chết. Trời ơi, em ghi mãi không xong là thế nào? Cái đùa nhau mà bà vả chết thôi một cái thôi. Thế mà cuối cùng ghi đi ghi lại, ủi ôi xác người làm la liệt đi kìa. Không phải xác trâu, xác bò, xác người đâu mà xác người. Xác trâu, xác bò, xác chó, xác mèo, xác đủ thứ hết trơn ý. Đó. Rồi ok, hợp lý rồi đó. 5 chết 1 hỗ trợ 4 rồi đó, bắt đầu mình danh rồi đó. Dừng tao ngáo á. Không phải ngáo đâu nha. Em mới bị chồng bỏ đó, em đang bị cay đó. Coi chừng em đó. Mới bị chồng bỏ đó. Nè đó ông, mới bị chồng bỏ đó. Mày láo nháo, bây giờ là bà vả rụng răng văng một đống luôn à. Hôm nay mình nhập vai một cô gái bị chồng bỏ nha mọi người. Mọi người thấy có đẹp lý không? Quá hay đúng không? Hàng về. Này thì xảo lại một em. Một em đâu rồi? À đây, con hàng của chúng ta đây rồi. Con hàng đây rồi, hãy xem. Cái gì vậy? Chết sớm vậy? Đùa nhau à? À đây, đi qua đi Diêu. Vỡ mồm ông Diêu này, ông còn đứng ông rình mò đó. Này thì xảo này, mẹ tô đồ trông thế. Châu, cái miếng châu này, châu văn bò này. Đâu rồi, thằng Quy Len đâu rồi? À đù, nó vẫn lỗi lòng nào nó giết mất đồng đội của mình. Láo nháo à, mẹ tàng hình ra, hiện hồn lên đây. Á đủ, này thì xảo với người ta này. Dám láo với bà này. Bà vả bạn chết luôn đấy. Đây, con hàng. Chạy đi em. Đủ, chạy nhanh thế nhở. Ra đây với chị em ơi. Ra đây. Ừ, tàng hình. Chơi tôi này. Chơi chấm chơi bà này con. Láo à. Úi giời ơi. Ngu người. Ủa tôi ra chứ ngu mà. Trời ơi, mày chọc cho nó tức. Ủa tôi chắc chứ ngu mà, mấy má. Em má chứ ngu mà. Ngu. Đó, cay chưa cay nói một câu. Nếu anh cay thì nói đi, ngại gì. Tụi bay thấy rừng tao thì chạy đi hả? Đúng rồi. Bà mới bị chồng bỏ nhá. Mới bị chồng bỏ đấy. Đừng có đụng vào nhá. Đụng vào em một cái là em ở khô máu với mấy anh luôn. Đó, chắc thẳng mặt luôn. Mới bị chồng bỏ luôn. Đâu có ngán giàn nào. Ôi dồi, lên cho nó thẳng cái liệu đoạt mệnh luôn nhỉ. Ừ thì lên, ngại cùng cái gì. Mình chả biết trang bị của mình lên cái méo gì nữa. Mình thấy cái hiện lên cái gì thì mình mua cái đấy rồi chứ. Cứ gọi là lên cho nó full đồ cái là ngon ngay thôi mà. Rồi chuẩn bị có combat rồi. Em tới với mấy anh đây. Đâu rồi, hàng hóa đâu hết rồi. Ủa Quy Len tàng hình kìa. Ủa nó quánh anh kìa em ơi. Nó quánh em kìa anh ơi. Đúng rồi, chơi một mông nó. Hiếp dâm nó. Giết nó. Ui rồi AD support zoom nhau thì chết sạch vậy. Không còn ai hết hả? Chết tôi. Chết. Anh Diêu ơi. Cố lên anh ơi. Úi giời ơi. Cố lên. Đừng để chết nhục lắm luôn á. Ở AD support đánh kém vãi lều. Cậu theo ông Zuka nữa chứ. Cái đầu xanh chơi cái gì mà chết hoài vậy mấy anh. Cứ từ rồi khoai cũng nhờ cái nào. Mình sẽ lên cho nó cái dìu Hyuga nhá. Mới một cái liền đoạt mệnh cái mết. Và đấy ít máu quá. Ngu ghê. Và đấy mình phải đi về lấy đầy cái máu lên mình combat. Nó mới gọi là mướt được. Ít máu quá. Combat không ăn thua. Đừng tao đang ngáo quá. Chạy hết đi. Không, em đâu có ngáo đâu. Em mới bị chồng bỏ thôi à. Em không có ngáo nha. Đề luôn đó. Không ngáo. Mới bị chồng bỏ thôi à. Hơi ngơ ngóng ngáo thôi. Chứ không có ngáo lắm đâu nha. Anh kêu em ngáo nó này cứ gọi là quá là vô tâm luôn đấy. Từ từ bình tĩnh nào. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó cái giáp hộ mệnh nha mọi người. Đó, 2k4 tiền này. Từ từ khoai cũng nhừ thôi. Nó là Lê Văn Đạt. Đồng xanh Lê Văn Đạt nào đây. Trời ơi tôi bị chồng bỏ chồng che mà. Rồi xong tem bên kia nó ăn rồng luôn rồi. Tem mình bây giờ Zil này rồi Zuka này chưa ra này. Zuka AFK rồi anh em ơi. Uầy. Thì phải AFK thật rồi kìa. What the hell.
chết tôi rồi, ông Doraemon đã ông AFK rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, mấy má ơi, chết tôi rồi, chết em rồi, trời ơi, bên ngoài chồng bỏ, vô game thì bù bỏ, ui giời ơi, đồng đội nó bỏ, chết tôi rồi, nó bắn, nó đẻ, tôi đẻ bơ bơ cái dòng đời thế này, làm sao tôi sống được đây, em buồn, quá trời luôn đấy mấy bạn ơi, các bạn xem clip của mình không like, mình còn buồn hơn nữa, ui giời ơi, vỡ mồm, rồi xong, Zuka kìa, ủa Zuka sao nó nhìn thấy là lính nó sợ nó chạy vậy? Ôi da, nó nhìn thấy là lính nó chạy về kìa. Ôi ơi, bị một đàn lính nó đuổi theo kìa. Sợ mèo gì mấy con lính này. Ôi Zuka nó bị AFK rồi sao á? Như con robot nó chơi gì vậy mà? Nó ngáo ngáo mọi người. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Giờ ơi, Zuka bị một bầy lính nó đuổi theo kìa. Ơ, đi đâu đây? Rồi xong, Zuka đi rồi, AFK rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Khổ thân tôi lắm luôn á. Rồi sao đây, làm sao mà em sống được đây khi mà anh Zuka bỏ em đi qua tên bên kia rồi, rồi anh ấy chết luôn rồi kìa. Nhớ buồn quá trời buồn luôn, trời ơi, em đang hay như thế này, nó tự dưng nó AFK. Buồn quá à. Không mất, chết tôi rồi, ái ôi, lỡ thì chơi luôn, bây giờ biết làm sao, con bướm nó va vào mặt chết tôi rồi, rồi xong, Mina rất trâu nhưng mà tôi rất tiếc, Mina quấn nó, đúng rồi, xoay mà mông nó, trời ơi, em mới bị chồng bỏ, vô game bị bồ bỏ, xem clip gì bị các fan bỏ, ôi giời ơi, cuộc đời em nó tan thành mây khói rồi, anh ơi, dừng lên tanh đi hả, bây giờ các bạn nghĩ còn cơ hội không, không sao, Zuka, bỏ cái bà nội mày, không sao, còn Zuka ra thủ trụ đi bạn ơi, thủ trụ bạn ơi, nhanh lên, nó dưới nhà đấy kìa, nhanh lên bạn ơi, cho tôi một cơ hội, Zuka, anh Zu, cá, anh Du cắt, buồn quá, trời ơi, thua luôn rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha, chúc các bạn xem video vui vẻ, hy vọng thì các bạn sẽ ấn cho mình xin một lượt like, các bạn thấy clip có hấp dẫn không? Bye bye mọi người nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau, bye bye, buồn quá.